bác nói thẳng với cháu luôn là bây giờ bác có chịu trả tiền cho mẹ cháu không? Còn nếu mà không trả tiền nhá thì cháu sẽ lên công an và cháu sẽ bảo công an là phát lệnh truy nã, còn là không bao giờ chúng nó trốn được đâu bác ạ. Bây giờ tôi nói với mẹ mình em kể các cháu này nhá. Bác nhà tôi luôn không có tiền đâu cho em trẻ. Nhà tôi bây giờ nhà nghèo ở đâu ra tiền? Không có nhiều không có tiền để tôi trả. Đấy, bây giờ không bảo là không có tiền ông, thì cháu cũng xin cháu nó trách thế thôi. Tôi không có tiền đi mà trách. Bây giờ bác mà chơi bửa như thế nhá, anh em mình cứ lên công an là cái chính đáng. Lên công an tao là việc hết rồi. Tao thừa kiện gia đình của mẹ đi thủ. Báo công an với nhau. Cháu nói thật với bác này, bây giờ bác kể cả bác chơi bửa, bác không giả nhá, thì bây giờ cháu lên công an để cháu trình báo luôn để cho người ta phát lệnh truy nã. Mẹ đi lên công an cũng được. Nhưng mà mẹ con mình tao cũng chẳng quan trọng. Con này rẻ. Bác làm này được nhiều tiền không bác? Ôi bác làm này có mấy trăm một quả mà rẻ mà. Thế nhưng mà bác cũng phải làm thôi. Bây giờ thằng Kim con Thư nó lừa nhà bác hết tiền rồi. Bây giờ bác chẳng có tiền, giờ phải chịu khó làm này thôi. Nó rẻ cũng phải làm để lấy vừa đồng tiêu. Đó, không làm thế nào mà con Thư nó rẻ tiền bác được, bác còn trả lọ. Đấy là của bác cũng nghĩ thôi, còn đi vay của chú một ít. Anh đâu về đấy? Chờ cơm sắp chưa? Con đi lên ăn cơm đã rồi, là chiều con đi làm sớm, con không được. Bảo cái gì? Hôm qua là con với cả mấy anh em dình ở dưới chỗ mà cái thằng Quang nó vẫn lấp ở cái chỗ đoạn mà mấy cái mộ thơ ma ấy. Thì là bọn con mắt bọn nó ở dưới đấy rồi, xong là bọn con vồ. Nhưng mà mấy cái thằng này là con bảo là giữ chặt tao vào, thế là hôm đấy nó lại chạy được. Nó chạy được. Con bảo thằng này này với thằng Chiến bảo là giữ chặt tao vào, thế là bây giờ lấy lại được. Đây con cho mẹ xem cái video đây. Đi vào đây ngồi ăn cơm. Thì thằng Quang nó to như thế, làm sao bọn này nó giữ được. Con bảo là bọn này giữ chặt nó vào, nhưng bọn này không giữ đâu. Dình nó cả 3 ngày ở đấy, thế là mai nó đi vào đấy. Mà hay sao nghi 100% là con Thư nó vẫn ở trong đấy mẹ ạ. Thì con thằng Quang nó là nó hay đoán. Ừ, đúng rồi. Thằng nó nghĩ là bọn mình là không vào đấy tìm nữa, nên là nó cứ ở trong đấy. Chỗ nào mà nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất mẹ ạ. Đây này, mẹ xem cái video đây. Trốn ở trong đấy. Hôm đấy nhá, bọn con lấp, bọn con dình nó mãi sau thì bọn con mới bắt được nó, mà trong khi bắt được nó mãi. Mà bọn này có chịu giữ đâu, giữ mãi cũng không được. Con bảo giữ chặt nó vào mấy cái, nó vào đấy đâu, bây giờ anh em biết tìm nó ở đâu. Nó to quá, nó như người à. Đây là. Đấy, nó khỏe, nó to, béo như thế. Nó xin gửi đón Thư. Rồi mẹ xin cái xem đi. Trong này nó như cái rừng này thì nó trốn chỉ dễ. Từ đây mẹ xem đây này, con bắt nó vào đây này. Con nó chạy vào trong cái nhà này để nó đón con Thư hay sao ấy. Thế bọn con mới đuổi vào, bọn con bắt nó, con đánh nó. Đấy. Con đánh nó một trận đây này, con bế đây luôn. Con nhá, con định cầm cái gậy này con đập cho nó què chân luôn. Thì bọn này nó can ra chứ. Con mà để con nó bực lên nhá, con cầm cái gậy này con đập cho nó què chân luôn. Để xem nó dám chạy nữa không. Nguyên đập nó báo công an thì sao? Báo thế nào? Đây này, nhìn này. Con lấp tít ở trên cái ngọn núi. Ngọn núi này. Con ở trên ngọn núi này, xong con lấp ở trên ngọn núi này. Xong là con đi chạy vào. Đấy là từ đâu? Nhìn này. Mình chuẩn bị nhìn nhá. Nó từ đâu nó đi về luôn. Trong này nó như cái rừng với lại cái nhà đấy, chắc nhà hoang rồi. Như chưa ở đây trong đấy đấy. Ừ đây này nhá. Cái đoạn này con đó, đây này. Mình đi này. Nó đi xe về này. Nó đi một phát đi qua đây thì nó tưởng là con không qua đây, mày hiểu chưa? Con lấp trên núi. Thế bắt đầu là nó đi vào trong cái nhà này. Cái nhà này thì lúc mà con tóm được thì nó bảo là nhà này nhà của bác nó. Nhưng mà con nghĩ 100% là nhà này là nhà bố con Thư nó thuê cho. Chắc chắn là bố con Thư nó thuê cho để nó ở trong đấy, để nó tạm trú trong đấy, để trốn trong đấy, trốn tránh trong đấy. Đây là con vào, con mấy anh em con vào cầm gậy con đập cho một trận này. Mấy thằng nó mà không can nhá thì con nó cũng mà cho nó què chân luôn. Biết là anh em đang bực tức nhưng mà anh ngủ nó què nó báo công an mệt. Bây giờ nó đã chạy, nó không mình không bắt được rồi, thôi cứ kệ mẹ nó. Thôi bao nhiêu mình cứ nhờ hết công an rồi, nó từ nó công an người ta đi tìm nó thôi, chỉ truy nã nó thôi. Nhưng mà bây giờ mẹ phải hiểu là để nó mà trốn ra nước ngoài ấy, thì gia đình nhà mình mất cả chi lẫn trả đấy, mất hết tiền cũng khó. Con cũng bảo là định để cho công an người ta vào cuộc, người ta phát lệnh truy nã rồi nó đuổi nó, nhưng mà bây giờ là mình thì mình phối hợp với công an mình
mình truy bắt nó thì nó nhanh hơn. Nhưng mà để công an người ta vào cuộc, người ta còn phải lấy lời khai này, rồi là tìm cái chỗ đó ở, rồi là các thứ nó phải mất tầm 1 tháng đến 2 tháng. Trong khi đó mình biết đâu là trong cái thời gian đấy thì nó lại trốn, nó lại sang nước ngoài. Thì lúc đấy là con hỏi mẹ này tìm thế nào được, bây giờ nó có một cái là như thế. Đúng rồi, chứ không phải là mình báo công an là người ta điều tra một lúc một nhát là bây giờ là xong. Phải gọi điện ngay công an làm nhà mình nhờ chúng làm nhanh chóng lên. Nhưng mà công an người ta nhanh chóng, nhưng mà bây giờ vấn đề là nhà mình không có tiền. Nhà mình nhờ là chỉ nhờ mồm thôi. Nhà mình thì lấy đâu ra tiền bây giờ để cho người ta, để người ta làm nhanh. Bây giờ mình phải chịu khó mình đi tìm, mình bắt nó thôi. Còn con nghĩ 100% nhá, là cái thằng này nó bắt nó trốn ở dưới đấy. Trốn trong đấy thôi. Tại vì là không cứ lấy cái núi thôi, không phải rừng. Nhưng mà đầy cây cối như thế mà. Đấy là cái ngọn núi nhỏ, nhưng mà con nghĩ là 100% là nó có giúp ở đấy. Nó nghĩ là bọn con là không bắt nó ở đấy thì là nó cứ nghĩ là nó trốn ở đấy là an toàn. Thế bây giờ không thì đi sang nhà bố cái thư đi, nói chuyện xem ông như nào. Ông nếu mà ông chồng tiền ra dạ mình thì mình thôi, chứ mà nhưng mà giờ con không bờ nói chuyện đàng hoàng với con nhà con thư nữa. Hôm nọ nha, bố con thư ấy nó định đánh cả con này này, bố con thư đánh cả thằng bạn đi này, đánh cả hai con cháu rồi, chứ không phải mỗi thằng Quang đâu, cả là bố con thư đây, ba bố con nhà nó nó ở trên cái bả, xong rồi nó xuống đánh thằng này đây, đánh bầm dập thằng này, đi cùng thằng này, thằng này có dám làm gì đâu. Thằng này nó bả đi cùng thằng này thì có gì thì gọi cho anh. Thằng này đi xuống cái có nó dọa cho một cái thì thằng này sợ. Thế là để cho thằng này, để cho nó đánh thằng này. Đánh thằng Mạnh như thế này. Thằng này đi theo gì đâu. Mày về hô hào cả xóm nhà ta chạy ra nhà ta cứu. Mày người lọ người kia chứ. Mày phải đi theo thằng Mạnh thì mày phải hô hào thấy thằng Mạnh nó bị đánh, mày phải hô to lên. Nó to nó hở hoa em sợ luôn. Thế bây giờ mày để cho nó đánh thằng Mạnh như thế. Không ăn được thì nhau mày đều, tìm cách mà chạy thôi, nhưng mày sợ nó rồi nhá. Thằng này đi cầm điện thoại của con, bây giờ để cho nó lấy cả điện thoại của con luôn, cái bằng chứng nó lấy điện thoại thì bây giờ lấy mẹ luôn, lấy luôn rồi thì giờ làm thế nào được, điện thoại bao nhiêu cơ, cái video mà con đưa tiền cho con thư đấy, bây giờ có để trong cái máy đấy thì nó lấy mẹ luôn rồi, nó lấy xóa rồi thì mình làm sao lấy có bằng chứng được. Thì đấy bây giờ cái quan trọng bây giờ tìm ra cái chỗ nó ở đây này, tìm ra cái chỗ mà nó đang ở đâu đây này để bắt nó đây này. Nếu mà mình không bắt được thì mình phải gọi công an đến. Đấy, quan trọng như thế. Bây giờ ai gọi công an, nhưng mình không có tiền, gọi công an mãi. Thôi bây giờ phải sang nhà bố đó nói chuyện, bố thư xem mà nói chuyện thế nào. Xong là không thì để cho công an vào cuộc thôi, chứ không kéo dài được lâu, sợ nó lại trốn lần nữa ấy. Thế thì bây giờ đi lên trên công an luôn. Công an mình hoặc là đi sang nhóm tư. Bây giờ mình phải đi sang bố đó nói chuyện bố trước, đi sang bố trước xem là ông có trả tiền không. Bảo ông không trả tiền tôi sẽ đưa lên công an, ông đừng có trách. Thì bây giờ gia đình nhà mình đi sang bên đấy, sang đấy nói chuyện đàng hoàng lại, nói chuyện trước. Nếu mà bố nó không trả tiền mình sẽ gọi điện lên công an để đi sang luôn. Bây giờ buổi trưa nhà nó có nhà đấy, mày bây giờ ngồi đi một xe đi, tao đèo mẹ đi xem. Mẹ đi xem à? Bố con nhà nó bây giờ buổi trưa chắc đang nhà đây. Giờ đấy nó nhà bố mẹ, bố con nó nhà. Đi đi mẹ nghe. Bố nó mà không trả mình thì mình làm việc luôn công an. Sang để con nói chuyện. Bây giờ có sao con nói chuyện bây giờ không trả tiền mà vẫn nhất quyết là bênh nó thì con báo lên công an, con đi công an báo lên con ta làm đấy. Bây giờ đi sang nhà nói chuyện luôn. Đi làm về nói chuyện với ông xem nào. Bây giờ cháu sang đây cho nói chuyện, cháu có việc cho nói chuyện khác đây, xem là tiền nào ông có trả tôi không, cho ông cứ xếp nào ông trả tôi, nhưng chứ ông cứ khất lần mãi như thế nào. Bạn tôi đi làm về theo miệng con nhà ông nhà bè mày kể chúng mày cái cắt xe tao ở ngang đường này, tao cho đi công an bây giờ đấy. Bác ơi nhá, thì cháu đã biết cái sự việc là hôm qua là cháu cùng mấy thằng là lớp ở trên ngọn núi ở cái chỗ mà bác thuê nhà cho chúng nó rồi nhá, là cháu đang biết là chúng nó đang xuống ở đấy, nên là bây giờ cháu với mẹ cháu nói chuyện với nhau rồi. Bây giờ là cháu với mẹ cháu cũng muốn là giải quyết theo hòa bình, bởi vì là trước giờ là bọn cháu không muốn làm như thế đâu, nhưng mà tại bởi vì bác là bênh nó, tại vì bác là găng lên. Đây là gia đình nhà cháu mới phải kiện tụng lên công an nhá. Đây là ngày hôm nay cháu bỏ cháu sang đây, với cả mẹ cháu sang đây, là bây giờ bác nói thẳng với cháu luôn là bây giờ bác có chịu trả tiền cho mẹ cháu không. Còn nếu mà không trả tiền nhá thì cháu sẽ lên công an và cháu sẽ bảo công an là phát lệnh truy nã, còn là không bao giờ chúng nó trốn được đâu bác ạ. Bây giờ tôi nói với bè mình em kể các cháu này nhá. Bác nhà tôi luôn nhá, không có tiền đâu cho em trẻ. Nhà tôi bây giờ nhà nghèo ở đâu ra tiền? Tôi nói bè nhanh nhá, tiền con nhìn. Tôi không có vay nhà bè mà không vay thằng kia, không vay của tất cả mọi người ở đây. Mang tiền về cho con tôi tiêu, để con tôi nó mua cái nọ. Thằng mang tiền cho con bác rồi. Tôi không cần biết,
mày đưa cái căn cước đây, mày đưa cái bằng chứng đây. Cháu, tao không cần biết. Cháu đưa tiền cho mẹ cháu bây giờ đưa lại bảo là lấy tiền đấy để đưa cho con Thư. Con Thư cầm 5 triệu của cháu để nó mua đất, nó bảo với bác là mua đất mà bác cũng bảo dẫn cháu ra cháu mua đất đây. Đúng rồi, bác không biết ông, mà. Ông bây giờ ông bị cái xóa gì? Còn Thư nha, chúng mày còn vào nguồn 4-5 thằng mày, tao nói nha, 4-5 thằng mày cầm đén, cầm gậy, cầm... Hôm qua là cháu vừa đánh tôi đấy. Đánh cái này. Đây này, mặt tôi là xưng này. Mặt do mày nè, mày 4-5 anh em mày đuổi con cho tao nhá. Bây giờ bác đánh chúng nó, bây giờ nó bé nhà, bây giờ đánh chúng nó, bây giờ lỡ chúng nó lại làm sao? Tao đã đánh cho đứa nào chưa? Đánh cái thư bác chưa? Bác giờ không trả tiền đi, bọn cháu cứ báo công an để công an nó phát lại chuyện rồi. Mày đưa anh công an, tao làm việc hết. Bác đừng mà cù nhảy, bác đừng mà chửi. Tao báo hết chuyện rồi nhá. Đánh con tao còn gãy kẻ bánh kẻ. Nó tự chạy nó ngay. Chạy cái gì? Làm gì mà bảo nó gãy? Chúng mày cầm gạch cầm đá, chúng mày ném con tao nó chả bị chân. Thế bây giờ bác đánh con đâu? Mà tôi đài, mà tôi chưa. Bắt đầu còn mày đâu? Đây này. Thôi cù nhảy thì nói chuyện làm gì? Bây giờ nói chuyện không cù nhảy, không có tiền để tao rẻ. Đấy, bây giờ không bảo là không có tiền. Ông cháu cũng xanh, cháu nó trách thế thôi. Tôi không có tiền đi mà trách. Thôi, bà ấy thì công an đừng có ông tôi nha, con tôi không phải đây này. Con nhà mẹ đưa tiền cho thằng kia nha. Đưa tiền cho cái thư thôi. Nó mua nó tiêu hết mẹ rồi. Cháu đưa cho bác đấy. Bác ạ, bác đừng có mà cứ chửi. Đưa cái gì? Đừng không có tiền. Thôi, bây giờ bác là người đã mua đất thôi. Bây giờ bác mà chửi bữa như thế thì anh em mình cứ lên công an là chính đáng. Công an chỉ bảo rồi. Lên công an tao làm việc hết rồi. Tao thừa kiện gia đình nhà mẹ thủ. Ui rồi bây giờ tao. Chắc là quen công an xong rồi là cứ tìm công an rồi. Tại công an thì mua cái gì đúng công an. Con nhà mẹ mấy cái thằng cháu nhà mẹ nhá, mà cái con thằng kia nhà mẹ này đến nhà tôi ném vào chân con bác tôi. Bây giờ kể cả bác có nói cái giọng vừa nãy, bác bảo là bác quen công an, bác lo cho công an rồi nhất để cháu xem là bác lo được không. Quen là đúng thủ tục. Công an đúng thủ tục của nhà nước. Ông công an nó bênh nó phải mà mẹ. Bây giờ phải đúng thủ tục của nhà nước, người ta làm không bênh được bên nào. Bây giờ cho bác lấy tiền của cháu, bây giờ không đúng thủ tục ạ. Đây có bạn cướp không? Ba bữa. Tiền bây giờ mày đưa cho con tao đi nèm đi ăn nhẻ, đi nèm đi ăn. Bác ơi, cho này. Cháu nói thật với bác này, bây giờ bác kể cả bác chơi bữa bác không giả nhá, thì bây giờ bọn cháu lên công an để cháu trình báo luôn để cho người ta phát lệnh truy nã. Mẹ đi lên công an một. Chứ mà em con mình tao không chẳng quan trọng. Con này để cháu bắt được ra. Để cháu bắt được nó thì bác lại mệt. Tiền thì tụi tao 30. Nhà nghèo tiền nghèo luôn ra và đưa. Ba bữa. Vẫn kìa, lấy tiền một thằng cùn gầy. Không biết kiểu gì. Không, bây giờ anh đang vừa lấy trong quần cướp. Bây giờ ấy, mẹ ơi, không nói chuyện gia đình nhà nó, con đã mẹ rồi. Mẹ không xem nhà nó nữa. Bây giờ mình cứ lên báo công an để công an đưa truy nã nó. Truy nã là công an người ta tự làm việc. Mình giáo nói chuyện nhà gia đình nhà nó nữa mẹ. Đấy, mẹ thấy nó nói chuyện cái kiểu như kiểu nó cù nhầy rồi thì cùn nhầy rồi. Bây giờ tốt nhất là gia đình nhà mình bây giờ lên thẳng công an luôn. Mới lên trình báo công an luôn. Bây giờ đi về ăn cơm xong là 1 giờ lên. Bây giờ là 12 giờ công an người ta không làm việc đâu. Chưa làm việc đâu. 1 giờ đến 2 giờ người ta phải làm việc. Bây giờ con với mẹ là 1 giờ 2 giờ là đánh xe lên công an. Làm đơn đấy luôn. Trình báo lên cho công an để cho người ta là phát lệnh truy nã. Cù nhầy à. Cù nhầy rồi thì nó không giả. Không giả, nó không nói như thế. Mình đã sang mình nói để cho hết nước rồi để mình giải quyết nội bộ rồi mà nó vẫn cù nhầy, cù giả như mình. Hôm qua đây nó đánh bọn này đây. Nó còn vẫn còn cãi đây. Ông ấy vẫn còn cãi đây. Hôm qua đánh mà hôm nay cái không đánh, không nhận luôn. Bây giờ bênh kiểu bênh quá đáng luôn ấy, bênh kiểu là cái sai này lè vẫn bênh. Bênh theo kiểu như là cùi ấy. Kiểu cùi. Bây giờ là hết nước rồi. Bây giờ là còn nói với con là tao lo cho công an hết rồi. Chúng mày xem chúng mày lên báo xem có được gì không. Nhưng mà công an nó phải làm đúng thôi chứ không rồi. Dù nó còn vợ quen công an cũng không làm gì được đâu. Quen công an mà công an người ta thấy đúng người ta cũng vẫn làm theo đúng thôi. Còn chả bao giờ người ta làm cái sai. Nếu mà làm sai mất chức luôn. Kiện luôn công an. Tôi đi về ăn cơm đã rồi là chiều 1 giờ 2 giờ rồi anh em mình lên công an. 1 giờ công an 2 giờ nó ra làm việc cơ. Đúng rồi. Ê.